Hello anh em nhá, bên em vừa về dòng kêu Erabon Power E550 chuyên thi công ngoài trời, chuyên dụng cho thi công alu, biển bảng quảng cáo và các công trình ngoài trời khác. Keo này xài bao ngon, bao rớt, bao rụng nhanh em. Và bây giờ em sẽ test keo cho anh em xem. Rồi ok, bơm đi em. Keo là màu trong suốt nha anh em. Và keo bơm ra không hề có mùi hắc, mùi thơm nhẹ. Rồi và anh em thấy này, khi dừng súng thì keo lập tức dừng luôn, không hề cháy xệ thêm. Rồi keo có độ đàn hồi và bám dí là tốt nha. Mấy mét đây đây? Ok anh em nhá, kết quả test là gần 5 mét nha anh em. Anh em cần keo ngon, hàng tốt thì anh em liên hệ với Kính Nguyên Xanh nha. Power E550 Erabon, đính cao có chất lượng.